Mấy anh em đang đào chôn đấy các bác ạ. Một thằng mèo đây. Này nó chui vào cái lỗ này rồi các bác ạ. Đây, thọc cái cây vào đây này. Chắc cũng khá sâu đấy. Đào bằng cây thôi. Trong rừng không có cuốc. May mà đến ón tao nha ngài nó. Giờ thì chặt tổng đến nhưng mà khiếp. Đúng mà mấy thằng mông này rất là điêu nghệ này. Thấy mùi con chồn vào hang biết ngay. Cái đứa thế, tăng hót để ngon đứa. Anh thấy hót là phần nữa. Một nhà mà không phải lặng. Mít cái này. ngồi khuế thùng má rồi anh cắn nay con trắng chứ xanh nay con trắng giờ đến con xanh. Giờ con xanh là thành con xanh với khỏe thật. Có đó. Tiếp mà nó thân đấy. Xịt thêm mềm này. Tào đi. Đấy, tay đánh doát hết mà nó vẫn mòn tịt tưng thôi mà. Phải lòng. Vậy mà nó được ép khí bắn đó. Chờ vững. Ó, rồi. Ok, đẹp kìa. Bỏ bà toàn bỏ tha lương mẹ. Ai lực 100 mét rồi đến sẽ xét nó. Đến đứa điện thoại. Con xanh đã vừa đào xong lại đến con trắng với này các bác này. Con xanh thì căng quá nhỉ. Con xanh mệt à. Xanh mệt. Chơi đến con trắng này. Chắc khó ăn đấy nhỉ. Bố tao khẩn mua tao khẩn đấy. Nó sẽ còn đánh nữa mà nó. Ừ.
Ngang 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 điểm thay. Chẳng thương nữa. Sử lấy nó. Đây đây đây. Từ 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 bật flash ạ. Này thấy rồi các bạn. Ôi con này to thật đấy. Con này là con kida của Phật thì con đó mấy cái giỏi thế này hả? Con hát sáu xem này mi. Ấy ôi tuần này khืน nó. Ấy 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 ấy. Bật quay này. Tụi em này thảm. Em đi em. Ôi em gì. Con hát xem nữa. Con cần lái. Nó đi cầm hát không? Cầm hát là hấu quay gì nữa nè. Quay quay hi này, em đã quay đấy. Vậy mà chẳng thơ hôn, chẳng thơ măng. Ở hiện tôi này được lệ nữa. Người ta một lửa nấu ổn không? Thứ ngắn. Bao cả một đẩy chín nha, phải lắng lên, lên, lên mở đến nó. Ừ. Tôi nga mít rồi. Con này được 5kg đấy nhỉ. Xem nghiên cứu mày đem cái gì về đựng đi, các bác. Ừ. Thiệt mà, thằng ông có quay gì nha. Ừ, nhưng... Từ từ đã, đem cái bao ra, từ từ từ. Đừng hắn đừng con đẻ. Tao tao ở yến này đấy nè. Đỏ có. Năm ô cậu. Ý. Từ từ đã. Từ từ. Được rồi, mới được rồi. Hôm nay tao lần sau tao lại cho đi. Ê. Nó. Yêu mẹ. Hay làm đi. Ở trong còn nó cay nữa. Tôi ngủ mến khiếp. Cả Linh à, tôi hến đấy. Ừ. Mấy để mày để phòng trú đấy nó. Ừ. Mất khiếp luôn. Nó. Thế này hết em. Ừ. Tôi này tẹp kỳ đa. Tôi này tẹp kỳ đa này, khổ vào khăn thân hết. Cắm tầm cốc hang đấy mọ. Cốc hang người ta phản nhóm á. Em mà cắm một pin mà lại phần phần mái á. Buồn cãi lắm. Hả? Cãi lắm. Thập cân mị. Mở cắm của đâu vậy? Lúc này sẽ giật thịt thịt óc. Cái hắn này khá lắng của nó lên. Ừ. Đó. Hắn này hăng cái cơ này á. Ừ. Được mà. Cần gì mà. Tiến ngay. Ừ. Cố bắn. Ừ. Khổ áo đi nè. Ờ, bố kia đá, tao nảy dính cái má này, tè tè tè, nằm trong cái đáy đi. Cho nên lâu chặt tao phải nào đi. Lâu nghĩ là tè hết, nghe luôn là luôn hết nè. Tớ này vẫn nhăng hết nè tớ này à. Nó từ khi chưa mày để thỏ hết. Đi bài ấy. Chỉ đà đây tớ mới buồn. Bóp. Xe đây mít. Tớ ép dữ đứa. Cái khúc này. Nó một tớ tê. Một tớ tê. Múc. Không thể mua gì mà. Ồ, tao lại ít mũi nè. Ừ. Rồi, giỏi thế này được rồi. Không biết con mà. Ồ. Ôi, 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 con này, để con. Ôi, phỉ cân hồ, con tao này con nhận nó hú lắm. Cần, cần tốt con. Nằm nhận hú ở đây nó, cắm một mà phải luôn, nằm phê luôn á. Mình nhận hú ở hên tê. Nhiều này, nó có cực hết á nó. Mà tầm xén á. Đù. Ôi hồ kéo mạnh thật con này. Con này chắc 5 đến 7 kg đấy. Các bác ạ. Nắm mà cắm người khác đấy tí không? Từ từ tầm quyền đi này không nào. Đó. Ra rồi các bạn. Cắm hư cắm gì hăng này. Đây, bao đã để sẵn. Mòn khiếp. Nằm nè, tê. Nè, tê lướt ó này luôn. Nè, ó. Con này em tôi ngoài lái. Em nhỏ, con này 3 kg. Con này 3 kg. Ây da. Rồi đưa lại. Cắm phải thoải mái lên đi này nè. Lướt. Anh em.
mẹ ngon không? Ôi, thế là xong. Tiếp tục đánh con. Ông mix xúc con này. Để ông đi tụng. Một thì ông ấy.